cơ mà. Em quay phim nha. Lâu lâu gì quay cái là phải quay phim. Chừng nào đi chợ nè. Hả? Đi chợ cộng gì mua không? Sợ lòng nấu ăn đi trễ thì... đi trễ mua không còn gì ngon á. Mà mấy bao lâu nữa đi? Nửa tiếng. Nửa tiếng nữa hả? Ok. Dọn đồ ăn. Tiếp theo lên hình. Chứ mà vậy mưa mà người dạy bữa xịt thuốc cỏ dạ, đã phải tưới đúng không? Hả? Nay mưa là khỏi khỏi tưới đồ đúng không? Ừ. Cây gậy. Hả? Đi giật mít ha, đi giật 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 mít non hả? Ừ. Giật mít non như lá mít. Cuộc sống của người nông dân ở dưới quê đó, công việc hàng ngày. Công việc nông dân hàng ngày, sau này sẽ về quê giật mít giống vậy, trồng mít này mà đâu phải dễ đâu anh em. Phải giật mít nâu mít thư thường xuyên. Hay là một pha giật mít đi vào lòng đất. Lúc gà xài nước mưa luôn hả mẹ? Ừ, mưa này xài có bị rụng răng không? Không biết nữa, thấy hai ngàn mới nghe bác kể. Hai chỗ là qua bển mua mà hai chỗ. Được. 15 ngàn miếng mới biết vậy đây là một chỗ nè, là một chỗ là hai chỗ. Hồi nãy nãy xẻ mít hả cha? Ừ. Chín chưa? Chín rồi. Bỏ tủ lạnh hả? Bỏ lạnh cho mẹ ăn. Tí ăn. Còn trái trong đó. Cơm trái. Đi xuống đường chơi nha. Đường có gì không? Đó. Tiên là trước mặt là có mấy cái chuối với mấy cái dừa
nhỏ nhỏ trước sông. Đây có cây bờ mít. Rồi. Đi vòng vòng có gì vui không? Đó. Bờ mít ngoài đường nè. Hay là cặp bờ sông. Có mấy cái cây nhỏ nhỏ mới nhú. Rồi. Trước nhà có cái sông nhỏ nhỏ. Đây, đây là mít. Mít ở dưới đường. Đi vòng vòng coi có gì không. Đây, đây là mít. Cây bần. Đây là bên hông nhà, đường vô nhà nói. Đây, cái bờ dừa này cũng cực kỳ mát đây. Mình thích cái bờ dừa nữa. Ô, mẹ, chó sủa. Đây là cái bờ dừa sau vườn. Rồi, thôi đi nửa đường được rồi, mệt rồi, đi vô nha. Đó. Xung quanh là chim kêu. Đây. Bên cái bờ dừa nhìn vô nhà, vô sau nhà rất là cảnh rất là tinh thơ nha. Đây có cái sông nhỏ nhỏ, hồ nhỏ hay ra đây câu cá. Đây, cây dừa có trái, tí ra hái và trái uống. Không, lấy cây chọt chứ không biết leo. Dân miền Tây nhưng mà không biết leo dừa. Quay về nhà thôi mọi người ơi. Okay. Camera quay. Máy tích camera của cái điện thoại. Nhà trước nhà có mít nè. Mít non. Có cây mai. Cũng là cây mai nữa.